Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Chuẩn Garden TV. Và các bạn xem video thì cũng đừng quên đăng ký kênh để theo dõi nhiều video mới nhất. Video ngày hôm nay thì mình sẽ nói về những cái quả của cây hoa hồng. Và chắc chắn là khi mà các bạn chăm hoa hồng thì các bạn cũng đã thấy những cái quả từ những cái cây hoa hồng mà sau khi nở hoa tàn. Và mình sẽ nói thêm về một số các bạn mà hay mua hạt giống hoa hồng. Và mình cũng sẽ nói thêm một trong những cái cách mà người ta nhân giống những cái cây hoa hồng bằng cách tạo ra những cái giống mới, hoặc một số những cái loại hoa hồng đột biến thì nó do đâu mà cái điều kiện nào. Và cái video này thì mình muốn chia sẻ với tất cả các bạn yêu hoa hồng, và cái những bạn mà mới bắt đầu yêu hoa hồng, và các bạn có thể sắp tới các bạn sẽ trồng những cây hoa hồng, thì chắc chắn là sẽ nhiều bạn quan tâm đến những cái vấn đề mà làm thế nào để có được những cái cây hoa hồng. Ngoài cái việc mua cây chiết, cành chiết hoặc là chậu cây đã ổn định thì nhiều bạn còn muốn có được những cái cây mà nó gọn nhẹ hơn, và các bạn mơ ước đến những cái cây mà nó đẹp như ở trong những cái thước phim mà các bạn đang xem, kể cả ở kênh của mình cũng như kênh khác các bạn đang xem mà nó đẹp như vậy. Và mình cũng xin nói thật với tất cả các bạn là mình không phải là một chuyên gia, và cái lĩnh vực mà nhân giống tạo ra một cái giống mới thì không phải là chuyên gia, không phải là việc của mình, mà mình cũng không thể làm được, và mình cũng đã thử và nó rất là khó. Mình cũng đã từng hái những cái quả hoa hồng và cũng đã thử nhân giống và cũng đã thử gieo hạt, nhưng nó rất là khó. Và ngoài ra mình tự làm ra thì còn rất nhiều những cái lần mà mình đã mua những cái hạt giống hoa hồng thì nó rất là khó và gần như là không thành công. Và có rất nhiều các bạn đã chia sẻ là đã trồng thành công một số những cái cây hoa hồng bằng hạt, thì sau khi các bạn mà chia sẻ đã trồng thành công, nhưng mà khi mà nó lên ý, thì nó lại ra một cái giống hồng mà nó rất là xấu, mà nó thuộc dạng những cái giống hồng cắt cành hoặc hoa hồng leo mà nó gần như là hoa nó không đẹp một tí nào. Thì đây là những cái mà các bạn trồng mà sau một thời gian các bạn làm mà nó mất công, mà các bạn hy vọng rất nhiều, nhưng mà rồi thì nhận được là một cái sự thật là nó không như mong muốn. Thì cái chia sẻ này thì hy vọng là nhiều bạn mà mua hạt giống thì các bạn nên lưu ý, và các bạn cũng nên tìm hiểu trước thì cái cách nào để cho nó hợp lý. Đối với những cái quả hoa hồng thì nếu như các bạn để ý thì hoa hồng thường sẽ kết trái sau một cái lứa hoa, và thường thì những cái giống hoa hồng nội sẽ có cái xu hướng kết quả nhiều hơn so với những cái cây hoa hồng ngoại. Đối với những cái cây hoa hồng ngoại thì các bạn có để ý thì những cái ngọn mà thường những cái ngọn mà nó mập mạp, những cái ngọn cuống hoa mà nó mập mạp thì nó sẽ có cái xu hướng kết quả tốt hơn. Và cũng có thể là sau khi mà hoa nở thì do ong bướm nó thụ phấn, và khi mà thụ phấn thì nó sẽ kết thành trái. Còn một số những cái bông hoa mà nó không thể thụ phấn thì nó sẽ không thể kết thành những cái trái được. Và đối với những cái trái quả như thế này, sau một cái thời gian từ một tháng thì quả nó có thể chuyển sang cái màu vàng, thì lúc này là quả già. Thì các bạn có thể thấy là cái hạt của nó cả ở trong rất là cứng. Và đây là những cái quả non mình đang cắt cho các bạn xem. Thì những cái quả non như thế này thì nếu như người ta có sử dụng để ươm hạt thì người ta cũng đã làm một cái cách nào đó để chờ quả già, và người ta hái, người ta cho vào trong phòng đóng gói. Đối với những cái cây hoa hồng leo cổ Hải Phòng thì nó cũng tạo thành quả, và thường thì những cái loại hoa hồng leo này quả rất là to. Hồng đào cũng kết ra rất là nhiều quả, hồng nhung ta cũng kết quả thành quả rất nhiều, chỉ có bạch xếp là mình thấy ít quả hơn. Hồng đào cổ thì lại rất sai quả, nhung ta rất là sai quả. Thế sau cái thời gian mà nó kết quả như này mà các bạn không cắt bỏ đi thì nó sẽ bật mầm ở phía trong, tức là sau cái cuống hoa này nó sẽ bật ở trong cái nách ở phía bên trong cái quả đó, sau đó thì cái mầm nó lên. Và nếu như các bạn để như vậy thì một phần dinh dưỡng nó đã dùng để nuôi quả, còn lại một phần những cái dinh dưỡng khác thì nó sẽ dùng để nuôi cái mầm non ở ngay nách bên trong. Thì nếu như các bạn để thì cái nách hoa của các bạn, cái cuống hoa sau này lên nó sẽ rất là bé, và hoa nó sau này sẽ không thể to được, nên là sau mỗi một lứa hoa thì các bạn cố gắng cắt đi. Thế còn đối với cái việc nhân tạo ấy thì các bạn cũng, nếu như bạn nào đã chơi hoa hồng lâu thì các bạn cũng biết một
một cái vườn nổi, rất là nổi tiếng. Đấy là vườn David Austin ở bên nước Anh. Ông nổi tiếng với rất nhiều những cái loại hoa nổi tiếng, ví dụ như Clientin, Julien, Huntington, vân vân, có rất nhiều. Thì một cái vườn nổi tiếng, ông đã nhân giống rất nhiều những cái giống mới, và thế giới đã phải công nhận là một trong những cái giống mà nó đẹp nhất, mà nó quý nhất, đó là cái giống hồng Juliet, mà chắc chắn là nhiều bạn đã biết rồi. Thì đây là những cái giống hồng mà ông đã mất rất nhiều công sức và mất rất nhiều năm để nhân giống ra. Thì ông dùng những cái hoa đang nở, ông thụ phấn và nhân giống bằng cách thụ phấn, sau đó lấy hạt. Thì ở đây những cái hạt mà sau khi người ta nhân giống, thì khi mà vào phòng thí nghiệm, người ta có rất nhiều những cái kinh nghiệm và máy móc, cũng như là những cái nhà khoa học, người ta sử dụng những cái công nghệ và người ta nhân giống, thì nó rất là thành công. Thế còn đối với những cái hạt giống mà bán ở trên thị trường ấy, nó rất là rẻ. Nhưng mà cái sự phát triển cũng như là cái cách thức để các bạn nhân giống và các bạn trồng, gieo hạt để cho nó thành công thì gần như không có. Và chắc chắn là nhiều bạn đã sử dụng và không lên thành công. Thì ở đây thì cái giá thành của những cái giá tiền của những cái hạt giống mà các bạn mua thì nó không quan trọng. Nhưng mà quan trọng là cái sự chờ đợi và cái sự mong đợi của các bạn nó không được như ý muốn, thì là các bạn cũng lưu ý. Thế còn cái việc mà tạo ra những cái cây giống ở Việt Nam thì có lẽ là phần chính, và gần như là lai tạo thì ở Việt Nam chưa có ai có thể lai tạo. Và thường ấy chỉ là nhân giống bằng cách dâm cành, cây chiết và cây ghép. Ngoài ra một số những cái giống mà nó đột biến, như các bạn đang xem ở cái video hôm trước mình mới đăng, thì những cái cây mà nó đột biến ấy, thường ấy là được trồng, được ghép trên những cái cây ghép. Sau khi ghép ở trên ví dụ một cây tầm xuân, hoặc một cây hồng nhung, hoặc một cây hồng dại, thì sau cái thời gian ghép ấy thì nó sẽ biến đổi cái gen, và một số cành nó sẽ biến đổi sang một cái giống mới, một cái loại hoa mới, nhưng mà vẫn dựa trên những cái bản chất của một cái giống cây cũ. Thì ở đây sau đó người ta sẽ chiết ra và nhân giống. Thì sau khi mà nó đã biến đổi gen, biến đổi màu và biến đổi cái sắc thái của cái bông hoa, thì sau khi mà chiết ra thì người ta nhân giống nhiều lên, thì nó vẫn giữ nguyên cái bản chất của một cái cây biến đổi gen. Thì ở đây là một trong những cái điều kiện mà người ta tạo ra những cái giống mới rất là hay. Ở Việt Nam thì có rất nhiều những cái giống nó cũng đã biến đổi, nhưng mà ở đây thì là biến đổi chứ không phải là bỗng dưng mà tạo ra được một cái cây nó khác biệt. Và đối với những cái quả mà đã thành quả như thế này thì mình cũng đã thử gieo, mình cũng đã chờ đợi để cho quả nó màu vàng, và mình cũng đã phơi khô. Có một lần mình đã làm như đối với những cái quả hoa hồng, mình đã cắt lúc nó quả nó đã già rồi, quả nó đã vàng và nó cứng chai đi. Sau đó mình phơi khô, phơi nắng, sau đó phơi cho giòn, thì sau đó mình tách lấy những cái hạt ở trong. Khi mà quả già thì những cái hạt ở phía bên trong nó rất là cứng. Và sau đó thì mình rất là kỳ công, mình cũng đã xem một số những cái video hướng dẫn, và mình đã thử cho những cái hạt này vào trong tủ lạnh, mình để tủ đá để có thể ức chế một cái phần nào đó, và mình để một thời gian, sau đó thì mình bỏ ra ngoài ngâm nước ấm, sau đó gieo hạt, nhưng mà không thành công. Thật ra là ở Việt Nam thì có rất nhiều những cái quả hoa hồng mà nó kết trái, và gần như là cái việc mà quả hoa hồng nó rụng xuống để mọc lên một trong những cái cây non, cây mới thì gần như không có. Và những cái cây hoa hồng mà để mọc lên được một cái cây mới thì thường tất cả mọi người đều phải dâm cành, đều phải chiết và đều phải di chuyển từ nơi này đến nơi khác thì nó mới nhân giống, nó mới ra được những cái cây khác. Nên là ở đây ý, thì đối với những cái hạt giống thì mình khuyên là các bạn nên cũng tìm hiểu trước khi các bạn mua và các bạn gieo, làm sao để nó có được như các bạn mong muốn hay không, thì các bạn nên lưu ý. Và đối với các bạn mà đã trồng và chăm sóc rồi, đã có cây rồi, thì mình khuyên tất cả các bạn là sau một lứa hoa thì các bạn nên cắt trước khi nó đã đậu thành quả, tức là hoa chuẩn bị tàn thì các bạn nên cắt trước đi,
thì nó sẽ giữ lại được một phần cái chất dinh dưỡng và giữ cho cây được một cái sức bật tốt nhất cho những cái mầm ở lứa tiếp theo. Chứ các bạn cứ để không cắt đi thì cái cây của các bạn nó sẽ mất khá nhiều cái chất dinh dưỡng và cây sẽ khá nhiều sức lực để gánh cho những cái quả này. Và mình cũng không nói thêm nhiều ở video này, thì hy vọng là khi các bạn trồng và chăm sóc bằng một cách nào đấy mà các bạn muốn sở hữu những cây hoa hồng thì các bạn cũng nên cố gắng học tập ở trên mạng. Bây giờ có rất là nhiều cách có thể nhân giống. Các bạn có thể bằng cách chiết, bằng cách dâm cành, hoặc bằng cách các bạn có thể ghép. Nó rất đơn giản, kể cả cái việc mà các bạn muốn ghép một cái cây hoa hồng. Và nếu như các bạn xin được một cành hoa hồng, một cái giống mà nó quý, nó đẹp, mà nó hiếm, mà các bạn chưa có, thì chỉ cần 1 đến 2 mắt thôi là các bạn cũng có thể ghép được thành công và tạo cho mình những cái cây hoa hồng mà do mình làm ra, thì rất là tuyệt vời. Và qua cái video này thì mình cũng gửi gắm đến tất cả các bạn trồng hoa hồng là hy vọng là các bạn sẽ có được những cây hoa hồng mà đẹp như mơ ước. Và các bạn xem video thì cũng đừng quên đăng ký kênh và ấn nút like để ủng hộ kênh của mình nhiều hơn. Mình sẽ còn chia sẻ với các bạn nhiều những cái vấn đề về cây hoa hồng, cách trồng và chăm sóc, và những cái chia sẻ về những cái cây hoa hồng hình ảnh đẹp nhất để gửi tới tất cả các bạn, để có được những kiến thức và có những cái kinh nghiệm để các bạn sẽ làm tốt hơn cho những cây hoa hồng của các bạn. Và mình xin kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn ở video ngày mai.